trải nghiệm lần đầu ăn con sam biển đặc sản Cát Bà, Hải Phòng. Sam giá dao động theo mùa, mình ăn hồi tháng 10 cho nên là 1,8 triệu một cặp, con đực với con cái nha. Mà nghe người dân địa phương ở đây nói là mình mua bị hớ rồi, có chỗ bán rẻ hơn, mà thôi kệ, ăn cho biết chứ khách du lịch bị chém là chuyện bình thường. Nhìn mấy con sam giống mấy con quái vật ghê á, vậy mà người ta vẫn nghĩ ra cách chế biến để ăn nó được, quá là đỉnh. Nó có cái đuôi nhọn vết sắc lắm luôn đó mọi người, vỏ thì siêu cứng, có khi còn cứng hơn cả vỏ rùa luôn á. Nhìn chú ấy chế biến là mình biết nó cứng cỡ nào rồi mọi người. Với lại nó khó làm nữa. Hôm đó mình đi du lịch Hải Phòng một mình, nhưng mà quen được bốn bạn người Singapore nên là đi chơi cũng khá vui á. Mà mấy bạn đó gọi món rau muống, hàng tưởng là bên đó không có món này. Ai về hàng hỏi á, thì họ mới bảo là món này phổ biến lắm, ở đâu cũng có hết trơn á. Ủa sao tự nhiên kêu món rau muống, ta không kêu rau khác, lạ ghê ha. Họ uống bia, còn hàng thì uống nước ép thơm, tại vì mình thích sự ngọt ngào mọi người, còn bia thì nó đắng nghét à. Món mực này cũng là đặc sản này mọi người, siêu ngon đó nha. Mực dai dai, mặn mặn của gia vị nữa, nói chung là siêu đỉnh, cực kỳ ngon. Còn Sam nấu hơi lâu nên là người ta lấy chân với tay của nó ra xào chua ngọt trước mang lên nè. Thề ngon vãi chưởng luôn á, chua chua ngọt ngọt của sốt, thịt thì chắc nhưng mà có điều hơi khó lấy ra bởi vì vỏ của con sam nó hơi cứng á, gặm hơi mệt nha, hàng phải dùng kéo nó mới dễ lấy ra hơn đó. Nhưng mà nói chung là cực kỳ ngon, 10 điểm cho nên là mình ăn rất nhiều nha. Đây là thịt của con sam được tách ra rồi nè mọi người. Bỏ cái vỏ đi, sau đó mình lấy cái thịt đó mình bỏ vào trong lẩu để ăn á. Cái trắng trắng này á thì lúc đầu hàng tưởng là trứng của con sam nhưng mà không phải nha. Ai dè đó là huyết đó mọi người, máu của nó màu trắng nha. Ăn hơi bở bở với lại nó không được ngon lắm nhưng mà có điều nó rất là béo. Còn thịt của con sam thì chắc nịch à, chắc như là cơ bắp của mấy anh tập gym vậy đó mọi người. Thịt vừa tươi vừa thơm vừa bổ nữa. Còn đây đích thị là trứng của con sam nè, li ti như là trứng cá vậy. Bùi ơi là bùi, thơm nhất cái nách nha. Có điều là món cuối chờ rất rất là lâu luôn, nó tính đi về rồi người ta mới bưng ra cái hết hồn rồi mọi người. Dạo một vòng Cát Bà làm cái kem rồi về khách sạn view biển êm giấc thôi. Mà để kể mọi người nghe, mấy bạn Singapore nói là bên đó giết hết mấy con sam luôn, tại vì không ai ăn đó mọi người, cứ bắt rồi giết thôi. Mình hỏi là ủa sao mà giết nó vậy, cái mọi người nói là tại vì không ai ăn. Cái mình bất ngờ có mình hỏi đi hỏi lại ba lần luôn, thật sự rất là sốc nha mọi người. Ủa vậy là sao ta?